Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình thành Eddie đây và chúng ta hôm nay sẽ bắt đầu với một cái series mang tên là Dragon Song Bố nha. Dragon Ball Song Đấu nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này hãy để lại cho mình một like nha. Và nếu video được 1000 like ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của Dragon Ball Song Đấu. Và nếu anh em nào đừng quên là click vào quảng cáo để ủng hộ thêm cho mình, có thêm cái động lực để ra thêm nhiều video hay hơn nữa cho tương lai nhé. Anh em hãy comment những cặp đấu mà anh em thích để mình có thể làm trong tập kế tiếp nha. Thằng này thằng Kami Oren này. Wow. Thằng mới này anh em ơi, có nhân vật mới này. Wow. Đây là phiên bản 2020 mới nhất anh em ạ. Dragon Ball GT này. Có Gohan GT, Trunks GT, Goten GT, có Pan GT cơ. Đâu rồi? Đây rồi, mình chọn này nha anh em. Rồi. Oh my god, bên này mình sẽ đi đâu với thằng nào đây? Nào nhìn cho nó Ugoku à? Goku bịt võ Cuber. Dã man luôn. Không biết là như thế nào mình sẽ đánh nhau ở trong phòng tập thời gian nhé. Ui, oh my god. Đẹp thật sự luôn anh em ạ. Mình lâu lắm mình không đánh game này, không biết là sẽ đánh như thế nào đây. Trời. Hy vọng là có thể đánh được. Rồi, vào trận đấy anh em ơi. Wow. Này nhìn mới đẹp thế luôn. Uầy, cả con tinh tinh to đủ. Dã man luôn ạ. Ui, cái gì đây? Oye, oye, muy pronto para cansarse. Juega un poco más conmigo. Không biết nó đang ở đâu luôn.
oscuridad. Este será tu fin. Mày bắt bao, mày bắt bao rồi á? Con lợn nhựa. Như vậy, như vậy, thôi. Như mặt trời nha. Trời ơi. Thôi, chết đi em ơi. Chưa còn 2 thanh máu thôi. Đừng chủ quan kinh địch. Hết năng lượng rồi. Cố đánh, cố đánh, cố đánh, cố đánh. Cố đánh để KO luôn anh em ạ. Ôi, khỏe vãi cả lòng như những vị thần luôn. Sơn Goku, xanh đỏ tím vàng mãi đẹp luôn. Đi tuần chơi tờ mình sẽ chọn lại cái thằng Kumbach nhé, để xem nó có khỏe hay không nha anh em. Đâu rồi thằng Kumbach, thằng nào đây, thằng này đúng không? Và mình đối đầu với thằng ở dưới luôn, hai luôn. Đây là màu à? Đây là có tất cả bao nhiêu màu, mình méo biết được bao nhiêu màu luôn. Nhưng mình sẽ chuyển sang cửa mới anh em. À, có một số cửa vẫn đang khóa, có nghĩa là nhân vật đấy đang bị khóa hoặc như thế nào đấy. Phiên bản mới làm lại và còn rất rất nhiều phiên bản khác nữa, thì sẽ đào hết tất cả phiên bản về và thử chơi cho anh em xem luôn. Ok, chúng ta đang dừng lại ở đâu đây? Đây là cái ngôi nhà của Goku ở trong rừng sâu ạ. Một tên không phải là đến đây cưng. Con nào chưa? Con nào cũng phải đánh mình luôn ạ. Con lợn đâu chưa? Mày nhờn này, mày nhờn này. Đập, đập lên như thế này. Mày tít ra bên sông bên kia rồi anh em ạ. Ui, rơi xuống nước rồi ạ. Đơ rồi. Cái điên này. Cái này không được. Tại sao mình đánh con này không được ta? Hay to quá nó sợ. Khung bách mà. Thế thôi, một thôi. Thằng này thì cũng cho là một thôi. Còn không hiểu đến sao luôn, đây là đâu vậy? Mình đánh nhau với nó thì được, mà nó đánh nhau với mình thì nó lại không trông chạy, không tác dụng gì luôn. Dạng hai như đang bị lỗi sao ấy? À, đây là cái giải đấu vũ trụ ấy này. Chạy người nhìn báo anh nhỉ? Người nhìn chín trăm máu, ba nó, nhìn ba con luôn ạ, được, đang ăn cửa đấy. Rồi, một bộ anh em ơi. Lúc bên hành tặng. Hay hàng ngàn mét, 16,000 máu. Đấy là chiêu, chưa phải là chiêu mặt trời, chưa phải là chiêu cuối cùng. Đây đây, 1,000 mặt trời luôn. Tổng cộng là 19,800 máu, ai khỏe hơn hàng kia. Có lẽ như vậy. Goku trắng sẽ phải sấp mặt rồi. Còn đây, để đấu toàn vũ trụ đây. Ya lo vi, ahí están. Đã định mình bay lên mà. Bay lên mà. Con lợn này hủy diệt bạn, hủy diệt bạn. Ôi mày chúa. Rồi thì mình ra ngoài cho anh em xem một lượt tất cả các nhân vật nhá. Để trong tập sau, hôm nay là giới thiệu rồi. Tập sau anh em có thể là đặt ra các cái trận đấu để mình làm. Ui, thằng Silas thằng nào đây? VL, đẹp trai vãi cả đàn. Ui, thằng này nhìn đẹp ấy, mình đánh nhau thử ngày xem. Kami Oren Fuser. Thằng này thằng méo ở đây. Trông kinh khủng. Nhìn quái vật thật sự luôn ạ.
Không hiểu được nó sẽ mạnh mẽ mạnh đến mức độ nào. Giống kiểu Uchiha vậy. Madara vậy. Tổng cộng 8.000 máu. Máu, ok. Chạy nhá. Chủ của chân tân. Chủ của chân tân. Trời ơi, đưa nó thì bay trên nhưng mà mình cũng bay dưới ạ. 5.000 máu rồi. Đánh thì nó sẽ được khoảng 10.000 ra. Có thể lên 10.000, 8.000 3. Đâu thiếu cả. Muốn tiếp cận nó. Tiếp cận. Đây rồi, còn một chiêu nữa anh em. Còn một chiêu nữa cơ. Sẽ hạ gục quá nhanh thôi. 600 máu. Còn lại ra. Xong rồi ít. 14.000 ạ. Chà chà. Còn một chiêu nữa rồi. Đây rồi, còn một chiêu nữa. Vẫn còn một chiêu nữa. Đây là chiêu xuống rồi. Đâu không thể chiêu khác anh em ạ. Đây, chém liên hoàn là chém ạ. Đó là đối trực của Doang ạ. Dạ. Mình thấy khá là giống rất set đấu KO luôn rồi. Miêu thể nào rỡ được luôn. Khỏe vãi cả lồng đèn luôn. Ồ, hãy thử Goku Ultra Instinct xem nào. Đánh thử nào. Làm vài trận. Và có Super Baby. Đâu rồi. Jiren ạ. Uầy, Jiren thì sao trông nó đều đấy. Bên này có một thằng nữa này. Anilaza. Jiren nhìn cho mặt cho ngáo rồi. Hít yếu bỏ đời ra. Không ăn thua thằng này nhiều con dê vậy. Chắc nó con dê mà. Đâu rồi Goku. Đây ôi. Đẹp trai là có gì sai. Ok đây này. Đẹp thế. Đẹp thế nhở Goku. Bản năng vô cực của Goku sẽ đối đầu với thằng méo ở đây. Không biết thằng méo nào cả. Rồi, chú thích không? Chú thích Kamehameha không? 8.500 ạ. Ui đẹp trai thế. Bản năng vô cực của Goku làm đẹp vãi đạn luôn anh em. Mà nó mạnh nha anh em. Không đùa đâu. Xem nào. Mình vã trò như thế này cơ mà. Nhớ. Khả năng vô cực. Ui, hay là như phim vậy. Như phim anh em ạ. Mày á. Quá lắm. Bé tí rồi, bé tí thôi anh em ạ. Khả năng vô cực của mình là còn mạnh khủng khiếp rồi. Nào dùng sức mạnh lên gái. Nào cưng ơi vào đây. Hãy thử test chiếu cuối nào. Nhầm rồi. Hãy thử đã chơi cuối nào cưng ơi. Đây rồi, quả cầu kinh khi một tay ạ. Bao nhiêu máu? Nổ bao nhiêu lần? Nó còn nổ nữa nhé. Nó còn nổ nữa. Còn nổ bay ở vũ trụ 15.000. Nếu mà sau anh con khỉ đồ thì nó yếu hơn một tí xíu. Nhưng mà cũng là quá mạnh rồi. Mày chạy đâu ạ? Ui dồi, vãi đạn. Một power rồi. Thằng lợn. Nhầm, sorry anh em. Sorry. Thằng lợn, nó nhanh quá. Đang đánh thì gọi là rất là hay.
nên không thể nào ấy được. Bản năng vô cùng cho nó phát nữa nhé. Là một tay thôi mà chết được cùng ạ. Đứng ở góc núi ạ. 16.000 không có nổ bay phải vũ trụ rồi anh em ơi. Được rồi. Bé nào vào đây. Mày xuống đây hộ cái. Mày xuống đây hộ tao cái. Cái này là nó tự auto đuổi ạ. Nó khỏe vãi cả đạn, nó không thể trượt được anh em ạ. Khỏe quá. Nhờ. Yeah. Vào đây. Mình sẽ bay tới với sử dụng bản năng vô cực thêm phát nữa. Kamehameha. Rồi ok, chúng ta sẽ kêu anh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập tiếp theo.